Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Hôm nay thì mình sẽ swatch và review cho mọi người dòng son đến từ Eclipse có tên là Matte Fit Lip Lacquer. Đây là một dòng son mới nhất đến từ nhà Eclipse và mình rất là hào hứng để thử bộ sưu tập này vì nhìn qua cái thiết kế và bảng màu rất là đẹp. Thiết kế son thì có hình trụ dài khoảng 8cm. Bộ sưu tập này có tên là My Little Red David, nên là có ý nghĩa là kiểu con quỷ nhỏ màu đỏ của tôi ý. Vậy nên là thiết kế vỏ giấy đến cây son đều có màu đỏ. Phần thân son thì làm bằng nhựa màu nhám, nhìn thấy son bên trong. Thân son thì có in chữ Matte khá là to. Ngoài ra thì mặt sau thì có in một số thông tin của dòng son nữa và cả số màu son. Cọ son thì là một điểm mà mình không thích của dòng son này. Kiểu vẫn kiểu vát xéo như các dòng khác, nhưng mà cái lông ở cõi nó lại khá là dài, nên là viền môi không được sắc nét. Nếu mà đánh lòng môi thì không sao, nhưng mà đánh phun môi thì sẽ khá là khó khăn. Đầu tiên 01 là tông màu cam san hô đất. Tông màu này thì nhẹ nhàng bánh bèo, phù hợp với tông da trung bình cho đến sáng, không make up vẫn có thể sử dụng được. Chất son lần này thì là chất son kem lì. Lúc mà mới tán lên môi thì mình thấy chất son rất là lỏng. Mọi người chú ý một chút là vì chất son rất là lỏng nên là dễ dính vào răng lúc mới tán ý. Nhưng mà sau đó khô vào thì khá là nhanh. Đánh lòng môi thì mọi người cần bậm thật là nhanh và dùng tay tán đều ra. Không thì kiểu lúc mà son khô lại thì sẽ không tán được ra nữa và nhìn màu lan sẽ không được đều, nhìn sẽ rất là xấu. Tiếp theo màu 02 có tên là Chili. Vì là tên là Chili nên là mình tưởng đây sẽ là một tông màu cam cháy, nhưng mà không hề. Đây lại là một tông màu hồng đất có ánh cam nhẹ, cũng phù hợp với tông da trung bình cho đến sáng, không make up vẫn có thể sử dụng được. Tông màu này thì kiểu rất là hợp các tông make up nhẹ nhàng bánh bèo ấy, nhìn rất là yêu luôn ý. Chất son tuy lỏng nhưng mà lên màu khá là đậm. Với chất son kem lì này thì mình chắc chắn là sẽ không phù hợp cho các bạn môi khô. Thực sự nếu mà môi bạn kiểu có vảy da chết mà đánh dòng son này thì đúng là một thảm họa luôn ý. Nó sẽ bám vào những cái vảy da chết rất là kinh, hoặc là có thể chỗ bám chỗ không, nhìn không đẹp chút nào luôn ý. 03 là tông màu hồng đào, hơi khó dùng vì tông màu này chỉ hợp với các bạn có tông da sáng. Giờ những tông màu này thì cũng không còn được chuộng nhiều ở Việt Nam nữa. Ngoài ra thì tông màu này lên màu khá sáng nên là màu lên khá nhạt và kiểu bị khô hơn 4 màu còn lại nữa ý. Với dòng son này thì nếu mà đánh lòng môi thì mình sẽ thấy không bị quá là khô, nhưng mà nếu đánh phun môi lên thì sẽ thấy lộ rõ vân môi này, môi hơi khô lại và có chút nặng môi nữa. Vậy nên đối với những đôi môi mà ít khô như mình thì vẫn thấy dòng son này hơi bị khô một chút và cần đến lip filler để làm ẩm môi, đánh son thì sẽ không có cảm giác khó chịu nữa. Là một dòng son kem lì nên là dòng son này bám màu tương đối, có thể bám màu lên tới khoảng 6 hoặc là 7 tiếng vẫn ok. Mình đánh lòng môi thì để lâu lâu có thấy hơi khô đi một chút. Ăn uống nhẹ nhàng thì không bị trôi son. Uống nước thì có lem ra ống hút. Ăn uống một bữa lớn thì có thể trôi hết hoặc là trôi trong lòng môi thôi, còn lại phần viền như các dòng son kem lì khác. 04 là tông màu đỏ thuần thực sự luôn, không hề có ánh cam hay là ánh hồng, phù hợp với mọi tông da, không cần make up vẫn có thể sử dụng rất là tươi, nhìn rất là xinh, đánh phun môi thì nhìn nổi bật hẳn luôn ý. Mùi của dòng son Eclipse này thì kiểu hơi ngọt nồng nồng, đánh lên môi thì vẫn ngửi thấy mùi, khi son khô lại thì sẽ không còn thấy mùi nữa, nhưng mà mình vẫn nhấn mạnh là mùi ngọt này rất là nồng nên là các bạn dị ứng mùi son hãy lưu ý nhé. Cuối cùng 05 là tông màu đỏ đất có ánh cam, khá quen thuộc trong các bảng son hàng son chung gần đây rồi. Vẫn là tông màu mình thích nhất, hợp mọi tông da, không cần make up vẫn có thể sử dụng được. Một điểm cộng nữa là màu 04 và 05 đậm nhất nên là chất son đỡ khô và mịn hơn hẳn 3 màu đầu. Với giá thành đang được bán khoảng 280.000 nhưng mà mua 1 tặng 1 thì tính ra chỉ khoảng 140.000 một cây. Mức giá hạt rẻ, mình chấp nhận và chấm son này 7 trên 10 điểm. Thiết kế bằng màu đẹp nhưng mà chất son hơi khô. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của mình. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye!